Xin chào quý khán giả, cô chú anh chị và mọi người trên kênh của anh An Nông TV nhé. Hôm nay thì cháu Hiệp rất là vui vì được đồng hành với anh Nông đến thăm ai máy. Mời mọi người theo chân anh em mình lên trên nhé. Vâng, An Nông xin mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Đông. Cô bác hôm nay rất là vui và có anh em ở dưới Hà Nội lên chơi nhà anh máy. Có em Hiệp nữa, em Hiệp mà tam giác mạch và chị Thảo ở Hà Nội. Lên đây đồng hành cùng An Nông. Nào đi nào. Chưa thấy idol ra đâu, ra đón mình nhỉ? Hay là idol? Đây. Bỏ. Ôi, xinh gái nhỉ? Đấy, xinh gái lên chơi với anh còn gì nữa. À, về đến, nào, chào các ông bà nào. Chào anh máy nhá. Vâng, bắt tay gái anh nhá. Khỏe không anh? Thời gian này cũng bình thường rồi. Bình thường rồi gì? Vâng. Đây, cảm ơn nào. Cháu cảm ứng, cháu cảm ứng các bà. Đang quét nhà. Thế thì quét nhà nhanh đi. Nhà sạch thì mát, bát sạch. Bát sạch cứ luyện tập dần. Rau xanh canh ngọt phải trùng theo nhau. Lại. Anh máy đọc lại xem nào. Để bọn em thưởng thức câu thơ này xem nào. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Cái gì nữa? Rau xanh canh ngọt vừa trùng thương nhau. Đây hôm nay em đến em có mua cho anh 2 cân thịt nhé. Cái này là em mua cho anh. Đây, chỗ này thì em mua cho bé Phong. Đây, anh cầm giúp em đi. Anh cầm đi để em quét cho xem nào. Nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm luôn. À, cái gì vợ chồng thương nhau? À, cơm ngon, canh ngọt, vợ chồng thương nhau. Phải không? Em tưởng là vợ chồng tranh nhau. Không phải cái này anh Thành ơi, có phải cái này anh nhỉ? Phải đúng không? Ăn bẩn là sống lâu à? Ăn bẩn luôn. Đây, hôm nay rất là đông anh chị. Đúng là vào gặp anh máy chỉ có cười hôm thôi. Hôm nay có vui không? Chắc là mát bát sạch thì ngon cơm. Có chị xinh gái lên chơi. Hôm nay có chị Thảo xinh gái. Chắc là người khôn với người ngu thôi. Hình như là sáng nay chưa rửa mặt đúng không? Ăn rau xà. Hả? Sáng nay chưa rửa mặt à? Giờ nhưng mà hôm qua ngủ không được thì nó ở cái mặt, hai cái mặt đau một chút. Nhưng mà chưa. Nhưng mà thì... Em xin phép em gắn cái mic cho anh máy nhé. Đấy, để lắng nghe những cái tâm sự của anh máy. Nhưng mà đang ngủ không được. Không ngủ được anh. Ừ, thì nó do da cái gì, cái mặt da cái gì? Da dì mắt. Dì mắt á nhỉ? Tức là cứt mắt. Dì mắt nhỉ? Dì mắt thì không biết tính kinh bao nhiêu. Thế đấy được mà chị Thảo. Đấy, đứng cho anh máy vui. Máy cho người ghi được gần rồi đấy. Chị vào đây. Đấy, đứng cho vui, đứng với anh máy cho vui. Gần anh không một tí. Mình đấy à? Mặt, sao lại dỉ mắt, mà cứt cái... mắt cái kia? Sáng nay chết được dỉ mắt. Hôm nọ anh Nông đưa đi tán chị kia nên là hôm qua không ngủ được đúng không? Phải không? Đĩa vẫn không nhớ bao nhiêu nhưng mà thì... Xanh rất sạch vẫn... thì... khắc ngủ không được. Có thích em này không? Nếu thích thì bảo nó ở đây luôn. Thích mà. Nhưng mà em chắc có người yêu, có chung chưa nhỉ? Có chung. Chưa, à, chưa có chồng. Chưa có chồng, nhưng thích phụ nữ có chồng rồi à? Thì có người yêu rồi, có chung rồi thì... À, có người yêu, có chung, có người yêu thì... Thích không nhìn bằng khu á? Nhìn không. Thích không thôi đúng không? Thích nhưng mà nhìn không. Họ bảo là người yêu của họ là... không cho rồi. Họ là đánh mình là người yêu của họ đấy. Có nghĩa là ý là người ta có người yêu người ta sẽ đánh mình. Đúng không? Người yêu của họ sẽ đánh mình đúng không? Nên là mình không được thích đúng không? Hôm nay run không? Hôm nay có người đẹp lên thăm có run không? Không run bao nhiêu. Run ít thôi à? Nhiều là không biết bao nhiêu. Không bao nhiêu lầu ngoái lầu. Thôi
nhà nào, cất thịt, quét nó nhà nào. Mời chị xinh gái vào nhà đi, mời chị xinh gái vào nhà. Mời em gái. Mời em gái vào nhà. Em Thảo. Em với em mời em Thảo. Em cảm ơn. Em cảm ơn anh am máy à. Anh ơi, hay không ấy thì chúng ta vào nhà. Anh cất đi xong để em quét nó này. Anh em thông cảm cho anh không biết nói tiếng phổ thông, nói tiếng kinh bao nhiêu. Không cần nói nhiều, bây giờ em bảo rồi. Bây giờ em bảo đằng nào mình cũng về chung một nhà thôi, để em quét nốt chỗ này nhá. Cho em Thảo hộ quét nhà được không? Có ba. Quét nhà nấu cơm. Quét xong nấu cơm. Chỗ quét đâu, bỏ đi. Em biết quét không nhỉ? Biết nhỉ? Chắc là biết nhỉ? Không biết quét nhà nữa là... Không biết làm bao nhiêu. Vâng. Thế là từ nay là có chị Thảo quét nhà nấu cơm nhá. Chia sẻ video rồi. Có sướng không? 800 mắt rồi. Thảo chắc quét nhà đẹp lắm rồi nhỉ. Sạch lắm rồi. Em quét nhà thì rất chỉ là đẹp, mỗi tuần là cũng sạch thôi. Nếu mà em Thảo không biết quét thì anh phải dạy cho em mấy em quét. Để em đấy em ở đây. Vâng. Em Thảo cho biết cái nhà sạch rồi. Có cho em Thảo ở đây không? Có mà. Nhưng mà em Thảo không ở đây đâu, hồi với anh đâu, hồi đây đâu. Bây giờ hỏi mỗi một câu này có quyết định ở hay không? Hỏi mỗi một câu này là sẽ quyết định ở hay không? Ở miền xôi, à ở... Không thể sống được. Cả nhà mình ạ, có thể không có điện, nhưng mà không thể không có điện được. Chị ơi, chị muốn rửa, chị phải mang ra ngoài không? Chị bắt đầu đi gánh nước. Đấy. Em Thảo giúp anh rửa bát nhá. À, Thảo giúp. Được. Hết nước rồi. Nào mọi người xem ở đây là cái gì. Hết nước rồi, anh đi. Nào, đồ ăn của am máy là cái gì đây? Đi vắt nước. Cá khô. Cá khô mà tại sao lại được đậy ở một cái đĩa bẩn như thế này? Trời ơi. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ món cá khô này đi, đúng không? Am máy. Vâng. Mình sẽ rửa lại hết, bát gỗ bẩn quá. Em Nung mua về cho 5 cái đĩa. Am máy ơi, bóc một xe gạch. Am máy ơi. Thì mất đi một cái. Máy này rơi xuống. Không kêu nó đông người quá. Em cứ theo một cái mạch ông kể thôi. Đúng. Máy này. Hôm nay Thảo sẽ làm mẫu một lần của bát đũa. Vâng. Xong là tị chúng ta cùng nhau đi gánh nước. Xong nào mỗi một ngày A Máy đều làm như vậy cho Thảo nhá. Vâng. Để nó sạch. Con ăn nó không bị bệnh tật nhá. Không thì và mình ở trong nhà nó thơm. Vâng. Ok không? Vâng, ok. A Máy yêu Thảo thì A Máy làm như vậy cho Thảo vâng, nhá. Vâng, có. Ok nhá. Vâng. Theo em thì nếu mà không xách được nước thì em phải mang xuống khe. Anh khác đi hay là vác về một can nước. Đi mang xuống khe xong là mỗi người vác cả can ở trong kia nữa. Mỗi người mang một hộ một cái can. Cho em có nước rửa bát không? Không, anh em đi xuống dưới kia để vác. Có cái khăn để lau cái bát. Các thứ đây giải quyết từng khu một rồi mình đi. Đây. Nào, bây giờ nhá. Đây. Bao gồm cái khu bếp này mình cơm. Làm cái bếp. Làm cái bếp. Đang ủ men để mấy nữa cất để làm rượu. Nói nhiều thì ăn không hết. Nói nhiều quá hết. Cái này sáng hôm qua. Nồi cơm còn sạch. Sáng hôm qua rồi. Cơm này nấu từ bao giờ? Sáng hôm qua. Sáng nay hay là sáng hôm qua? Đây là món gì? Cá nục. Cá nục quá hả? Cá nục. Cá ở đâu? Cá hết rồi con. Mỡ. Tan. Các anh chị xem được chát, các thước phim ở trên kênh Nông TV đấy thì các anh chị cũng đã tìm đến đây để thăm anh Máy. Con Phong thì đi học. Đi học ạ? À? Vâng. Không biết mấy giờ về? Mười... 11 giờ. Đây, A Máy này, Thảo bảo này. Ừ, 11 giờ. Cơm này, A Máy ăn đi, nếu mà nó có vãi ra ngoài, A Máy cũng dọn đi cho nó sạch. Đây là cũng xin giới thiệu với lại các ông bà, các cô, các bác ở trên kênh thì hôm nay là có các anh chị ở dưới Hà Nội lên để thăm anh Máy cũng như động viên anh Máy và em thì vừa sẽ chạy vô cho chết rồi nữa dọn một lần nhà nữa để cho lắm. Anh Máy các bác ít nước nữa chán đi vác nước nữa chán đi vác nước nữa thì chán rửa bát chạy quét nhà giặt quần áo nữa ra ngoài đi khui rồi nhỉ này hôm nay là lâu thế này chắc gà có ăn rồi ra vứt đủ đây ra vứt đi bên kia đi gần đấy hôm nay được chị Thảo được em Thảo giúp như này là hạnh phúc lắm đấy anh Máy ạ. Đây là mương. Mương nước đỉnh để nước mưa để làm chuối ở nhà để làm ruộng đây nhưng mà thì không làm được nên năm vừa chảy
chú nước khe nước nước mạch nhỏ nhỏ thôi. Đây, phải theo mông cú đấy. Anh Tần nói cái gì của ông cái gì đấy anh mày? À, của ông sao? Của ông lấy theo cái mông cú của ông là gì? Nào. Của ông là à, không, không, bây giờ không nói đến cái chuyện mương nữa, đi bây giờ đi rửa bát này, rửa nồi về để bọn em nấu cơm ăn. À, máy đi trước đi. Cháu Đông xin phép được giới thiệu với các cô bác là cháu Đông có bán các sản phẩm ở cái gian hàng nhỏ bé của Đông. Thì đầu tiên là đây là cái nhâm trần các bác ạ, Đông thu gom được một ít về, còn đây đã thái rồi. Còn đây là vẫn còn nguyên cây, nếu các bác mua nguyên cây thì anh ông cũng sẽ gửi nguyên cây. Còn tiếp đây là mật ong ngâm hoa đã đủ, một lọ này là 1 lít các bác ạ. Tiếp đây là mật ong rừng, đây là mật ong rừng. Tiếp đây là măng dối, đây là một túi măng dối, đây là 1 cân. Tiếp đây là măng mầm, đây là cũng 1 cân các bác ạ. Tiếp đây là anh ông có bán thêm cà gai leo, có công dụng là điều trị viêm gan B, vàng da, vàng mắt, kém ăn, mệt mỏi, ngăn chặn sơ gan, giải độc gan, hạ men gan, điều trị ung thư gan, gan nhiễm mỡ, lợi tiểu, chữa phù thủng. Cách dùng là đun 100g rửa sạch cho vào ấm đun sôi 10 đến 15 phút uống hàng ngày. Tiếp đây là giảo cổ lam các bác ạ. Đây anh ông vừa mua được một ít về chưa kịp thái. Đây, đây chỗ này là chỉ có 3 cân thôi. 3 cân là hai túi to đùng như này. Đây, đây vẫn còn nguyên cây, nếu mà các bác có nhu cầu mua cả cây như này thì cháu anh ông sẽ gửi cả cây, cả dây như này để cho các bác về tự thái. Thì cái loại này là loại 7 lá chuẩn 100%. Tiếp đây là thiệt canh hỗ trợ là điều trị tiểu đường. Tiếp đây là hoa đu đủ các bác ạ, đây là hoa đu đủ, một túi này là 5 lạng, 5 lạng được một túi rất là to. Đây anh ông cũng vừa thu gom về đây một túi này các bác, một túi đây, thành cả túi này chưa đóng bao, vừa thu gom ở dân về đây, rất là khô, rất thơm các bác ạ. Đây, cây cổ máu có tác dụng là bổ máu sau sinh. Tất cả các mặt hàng anh ông bán là không có chất bảo quản các bác ạ. Với các mặt hàng cháu anh ông vừa giới thiệu với các bác thì cũng rất là mong là các bác ủng hộ kênh để kênh có kinh phí để đi lên xóm lên bản để giúp các hoàn cảnh nghèo ở vùng cao. Cháu anh ông xin cảm ơn các cô các bác đã ủng hộ gian hàng nhỏ bé của anh ông. Xin mời quý cô bác tiếp tục theo dõi video. Hôm nay đúng không? Rửa bát hả? Vâng. Mày xin lại về thì đi rồi nó mới ra. Đây. Cái mương nước này là cùng bố lô anh ông bố đào anh để đi ấy đi nào, đi nào. Đây thật sự là cái việc làm của các anh chị các em ở dưới Hà Nội lên thật sự là rất là ý nghĩa các bác ạ. Và không chúng em Thảo đâu. Không nhổ với em Thảo. Đi qua đây em ơi, chị ơi. Đây mà. Đây em ơi, em Thảo ơi. Qua đây. Đúng rồi, đi em Thảo phải đi gần anh máy vào. Em Thảo thì lại giống kia. Trong kia không đường xe không có nước đâu. Đây đi đường dưới đây. Qua đường bé đây, đường mòn đường ngựa đây. Đây đường mòn đường bé. Đây xưa đi. Đường người xưa Vĩnh Phúc, bác hàng qua đây đi. Tít dưới gì không nên nơi gì thế như này mà nếu mà có điện thì vẫn chỉ phải máy khỏe mới kéo thôi. Được chỉ có trồng cây thôi, trồng cây chứ vào nữa phát chúng trồng cây vào thôi đấy. Không phải có điện mà đây là cái máy người ta dùng bằng
năng lượng mặt trời á? Bây giờ là dùng máy phát kéo. Thế bây giờ là mình sẽ nối vào xong là mình máy đây. Một năm anh máy rửa bát mấy lần đấy? Lâu lâu rửa một lần thôi. lâu rửa một lần thì lâu lâu mấy lần. Ít nước qua xong về vác mệt lắm thì không rửa được, vừa chảy rồi nữa. Hôm nay là có chị Thảo đến để em Thảo đến để rửa bát thì anh chỉ ngồi xem thôi. Đúng không? Ngồi vừa xem rửa bát, cách rửa bát này vừa ngắm chị Thảo xem có xinh đẹp hay không nhỉ. Yeah. Hôm nay là em Thảo với em. Ấy, em anh ấy ơi. Anh máy phải xin xã đi. Vâng. Cho cưới Thảo bà đi. Ok. Vâng. Mở nước ở đây anh. Nước nguồn ở trong này. Sáng nay chưa được rửa mặt. Nước mạch anh rửa mặt. Sáng giờ chưa được rửa mặt cả nhà. Nước mạch nó đủ nha mà. Lúc vậy anh quên thôi chưa. Anh ấy đang bảo sáng giờ chưa được rửa mặt. Chảy này họ lấy vòi đi. Nhà thì có tận nước nào đâu. Em vòi nằm tí mình cắm lại vào đây. Đúng rồi. Em ơi, thế này em phải đun một lần nước nóng để tráng bát mới ăn được. Bây giờ nó khô cứng vào rồi, nó không còn đang khó rửa đấy. Móng tay cũng đen hết rồi. Rửa mặt đi. Rửa mặt đi anh máy ơi. Máy loa xả. Đúng rồi. Xong là đẹp trai luôn. Xong là rửa mặt cho chị Thảo nữa nhá. Chị Thảo thì sạch sẽ thế này. Sáng nay giờ nhà không sửa rồi. Em rửa rồi. Em dày dày. Dạ, nhưng mà cái bát này nó cứng, thức ăn với cơm nó cứng. Thế ngày nào anh máy cũng ra đây rửa mặt đây hả? Bát nước đi thì trong nhà thì lấy sửa siêu thì mùa này rét thì đun. Đun rửa thì mùa nắng thì bát đúa xong xôi xong là tí sẽ làm một bữa cơm thật ngon để cho hai đứa con anh máy để thưởng thức. Thảo xinh gái chứ đẹp chứ. Được chưa? Xong chưa? Cái đẹp cái chứ. Anh máy ngắm chị Thảo nhiều tôi mất ngủ không ngủ được làm nào. Xinh gái em. Chị xin nhau. Chị Thảo xinh gái lắm nhỉ. Xinh gái đẹp đẹp lắm. Thì em mới bảo anh là bây giờ thấy chị nào xinh như thế này chưa? Anh máy có cái nói đây đấy. Vâng. Anh giúp giờ mới tí. Anh giúp tráng bát đi ạ. Giúp tráng như nhỉ. Tráng này từ từ đã, bởi vì nó bị cứng hết cả rồi nên phải từ từ anh ạ. Nó đang bị cứng nên mình khó rửa sạch. Phải rửa hai lần nhỉ? Phải rửa đến 10 lần anh ạ. Rửa chưa thì rửa bát thôi. Một lần thì lấy dầu sân cả sân lai vào. Thì hai lần thứ hai thì rửa nước. Đây thì rửa hai lần. Đây này, A máy này. Em bảo A máy nhá. Tại vì mình chỉ có hai bố con thôi. Nên là mình ăn xong bữa nào mình rửa bữa đấy. Hoặc là nếu mà nước như thế này em một ngày anh phải rửa một lần nhớ chứ không? Nếu mà mình bị ít nước này một ngày mình rửa bát một lần. Cho nó sạch nhá. 5 cái đĩa em nung mua về cho 4 5 cái đĩa. Cho 5 cái đĩa. Em nung nào? Em nung ấy. Em nung. Em nung mua về cho 5 cái đĩa đúng không? Vâng. Thế là mình có đĩa nung đúng không? Vâng. Hôm nào bốc sẽ kẹt xuống. Rồi. Làm cái bếp bốc sẽ kẹt xuống sẽ bếp đem lấy về quê không bốc cái xuống mứt em nhưng mà làm nông mua cái. Nông mua đĩa cho rồi thì bây giờ mình phải giữ gìn và mình lại phải cho nó sạch sẽ nhớ chưa. Đừng chưa có dầu rửa bát để đấy cho em đã thì là mình phải rửa sạch nhá. Rửa sạch sẽ mới ăn nó mới đúng không rồi, rửa sạch sẽ bệnh. Ăn nó mới không bị bệnh đấy. Béo với lại xuống lâu đúng rồi. Ăn uống cái này sạch thì con mình nó mới khỏe được. Cái máng này là anh làm à? Anh làm cái máng này. Bát này là anh cũng quên rồi. Bát Tràng ấy chứ. Cái loại này nó phải là vua của bát Tràng. Thấy chưa? Cái này lâu lắm rồi. Ôi giời ơi, anh máy ơi, cái này phải nói là vua của bát Tràng luôn. Thấy chưa? Nhà mình thấy chưa? Hàng đây là hàng gọi là ở trong khe nên là mạng nó yếu. Hàng đồ cổ. Sản xuất từ năm nào anh cũng không nhớ. Anh máy giữ cái bát. Cái bát này là tranh nhà. Tranh nhà xong về ở đây xong là vừa của anh trai đấy. Lấy đi cho. Rồi. Anh trai lấy được cho.
rồi. Chị dâu đấy. Anh trai cho. Có nghĩa là khi xây nhà vợ anh trai, vợ anh trai cho à? Anh cho mày cái bát. Này thế nào? Cái này là mỗi một. À mày ơi, thế này là mỗi một ngày hai bố con sẽ ăn hai cái bát và dùng hai cái bát à? Vâng. Tức là chúng ta sẽ bị chi trong một tuần chúng ta sẽ rửa một lần. Vâng. Đâu đâu được một lần. Vâng. Cái bát này cái nhà chưa cháy là. Trang cách nhà thì lấy về rồi thì rồi. Nhà chưa cháy thì nên là cái bát này dùng... còn già hơn cái nhà đúng không? Già hơn cái nhà rồi. Còn chưa tách gia đình thì em chưa về bên này thì chưa tách gia đình thì ở đây nhưng... mạng yếu thì dùng cái nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái này ở đây nước ban này. Nhưng mà nhà anh nhà chú anh ở đây ở cao mà ở cao cứ thế này đáng lẽ là có bằng đấy. Ôi, hôm nay nhiều can đấy nhỉ. Chưa được dùng máy cảm ứng bao nhiêu. Hôm nay mỗi người sẽ xách hộ anh máy một can nhá. Vâng. Một tháng ăn Tết luôn nhá. Vâng. Không phải đâu, ở ngoài cửa thấy có cái xô đỏ ấy, cái xô to lắm thì đấy á, có mà đủ được bao nhiêu nước ấy. Nhưng mà anh nước đi thì anh cũng phải cảm ơn lắm. Cảm ơn. Hôm nay có em Thảo giúp nên là mình chỉ ngồi xem nhỉ. Ngồi xem em Thảo nhỉ. Vừa xem rửa bát này, vừa ngắm em Thảo có xinh đẹp hay không nhỉ. Vâng, em Thảo thì không nói là xinh gái không? Xinh gái không? Xinh gái lắm. Không nghĩ em Thảo là không nói là đẹp lắm. Thế nào không nói thôi. Xinh gái lắm. A máy này, bây giờ A máy giúp em nhé. Tráng cái này để ra kia để xíu nữa mình tráng một cái nữa là mình xong. Đến mức độ cái bát nó bẩn quá rất nhiều là nhiều dầu rửa bát. Đấy nên là em mới mua hẳn một can đâu. To như thế cho mà. Hút nước là bơm nước là rửa tẹt gạch. Bây giờ nhá. Mỗi một ngày. Một ngày A máy sẽ rửa bát một lần. A máy đồng ý không? Đồng ý thì mới em Thảo mới ở. Với việc đấy với Thảo để cho nó sạch không? Có mà. Thế thì A máy hứa là mỗi một ngày A máy phải rửa bát một lần nhá. Vâng. Hứa không? Bây giờ Thảo hỏi lại A máy là bao nhiêu lâu rồi A máy sẽ rửa bát một lần? Mới hết bát ra, dùng hết bát ra. Dùng hết bát một chục bát. Đây, một chục bát đây này, một chục bát. Đấy là... Một chục bát to, một chục bát. Đúng rồi. Đấy là A máy hàng ngày vẫn là cứ một chục bát to xong, một chục bát nhỏ xong mới rửa. Vâng. Nhưng mà bây giờ Thảo khuyên A máy rồi. Thì là một ngày chúng ta sẽ rửa bát một lần. Anh lâu rồi mình đừng chứ. Nếu vừa không chảy không chết thì cũng một ngày một lần ăn là cũng bữa nào mua hai bữa bây giờ một lần mấy ngày giờ cũng dùng sắp hết bây giờ. có vừa thì cũng ngày không nhặt vừa được đâu bắt rồi ngày dùng cao thì cũng nếu ai nào vừa cũng ở nhà thì nếu không đi đâu thì ở nhà thì trước bát thì bắt đũa cho vừa được thôi. Rồi. Hỏi em Thảo xem có ở với anh được không? Thế em Thảo ở với anh có được không nhỉ? Chắc em Thảo không ở đâu nhỉ? Thế nhưng mà mỗi một ngày A máy rửa bát một lần. A máy rửa trong vòng một tháng mà ngày nào cũng rửa như vậy Thảo lên ở với A máy được không? Vâng. Đồng ý không? Đồng ý mà. Đồng ý nhá. Thế bây giờ là mỗi ngày rửa bát một lần nhớ chưa? Vâng. Thì là một tháng sau Thảo sẽ lên ở với A máy. Vâng. Ok nhá. Vâng. Cái nồi như thế này không biết nó còn chịu được sạch không? Nồi đấy là lấy xin lai vào. Đây, xin lai vào đúng rồi. Còn lại đúng là A máy thông minh thật đấy. Không sạch, không biết nói. À, cái xoáy à nhỉ? Đây nhá, đây là cái... A máy ơi, đây là cái vung nhá. Không phải nó bị bẩn, không phải nó cũ này đâu mà là A máy để bẩn bị này. Em rửa cho A máy xem nhá. Vâng. Nó sẽ trắng sáng cho A máy xem người nhá. Người già phải là... Anh là hai cái khuấy thì lấy hai rửa. Hai cái khuấy nhưng mà hai anh thì một người có tìm hút cũng được. Đấy chứ, không biết thật giá thì đừng có bẩn nhá. Vâng. Anh thấy... đàn bà thì con cái thì xù nữa, thấy thấy dáng gần nhỉ, xù nữa, không biết tán nữa. Cái chị
mà biết uống nhiều với nữa. Em giới thiệu cho anh máy tên là gì nhỉ? Em Mương. Thế thấy chị Mương thế nào? Ok không? Nó cũng có đẹp mà, xinh đẹp mà, thương mà. Có thương không? Thương mà. Thương đúng không? Thế có muốn hai người về ở một nhà không? Có mà. Có. Nhưng mà thì giờ thấy cái nhà nó cũng sắp đủ rồi thì cái anh muốn đi kia không còn tiền nữa thì em vừa tiền nữa đấy cần làm một cái nhà là bé hơn nhà chưa được nữa thì không có tiền làm nhà vậy thế thì anh ấy phải lo cho người ta chứ. Vâng. Yêu người ta thì phải lo cho người ta. Sợ nặng ngay, sợ nặng đổ. Cú nhang khẩn phía lên mà. Nó cơ A Thảo theo hưởng thế lên mà. Hưởng thế lên. Ừ, tiếng cây thông, cây đẹp nào. Cây quế. Làm thi như cô có chân rằng cô. Cây cái hồi. Có ai đồ lên ngay. Nhưng mà lâu lắm anh cũng được đi Trung Quốc rồi. Bây giờ họ bảo là cấm. Bây giờ bảo là cấm. Mình đi du lịch mà. Mình đi có máy bay mà. Bây giờ nếu đi thì phải làm giấy thông hành. Đúng rồi. Giấy thông hành. Một số dẫn lại sĩ Trung Quốc. Sư chủ mô. Sai à? Sai mà giờ sai tiền. Đúng rồi. Chi mà giờ chi tiền đó. Chú dấu. Sư chú dấu. Thì giờ ta xài ăn ông ra lại. Cái gì? Gì chín là lại chín à? Cây này cây đảo cơ. Cây là... Cây bìa cây. Đây là tiền phục thông là gọi cái gì nhỉ? Đang hứng nước đây, hứng nước xong mới lên. Thề xế cơ mà. Xói cơ mà. Lấy bà là, bây giờ lấy đi ăn nữa. Bây giờ lấy ăn. Nào đi nào. Anh ở đây là lấy cái máng chọc. Qua à, rút lại, rút lại. Rút lại cho vào. Trước nó là lấy qua cái bể. Đúng rồi. Cái bể nó cũng thùng rồi, thử rồi. Nó chưa được chát, nó chưa được chát thế nào. Giờ là anh em mỗi người một tay đi nhỉ. Cái... Nào. Nào đi nào. Tinh, mình nhìn biết nào đi nào, anh máy. Em máy khênh thịt đi. Có khênh được không? Không được làm đổ nhá. Nặng không? Không nặng bao nhiêu đâu. Không nặng bao nhiêu à? Chắc gần yến thôi. Một cân yến ấy. Cân yến. Chuẩn đấy. Rồi, thì cũng đã được các anh chị giúp anh máy thì cũng đã xong việc. Giờ sẽ di chuyển về để chuẩn bị nấu ăn. Còn cái gì nhỉ? Giúp tăng Hà Nội là tàu cha hai giá. Mày đâu anh Mánh? Đi giờ bát về. Đi giờ bát về. Như là thịt bát về. Đi giờ thịt lớn bát về. Hai chặng nữa là đến nhà rồi. Cố một tí nữa nhá. Đi. Chuối kia là chuối gì nhỉ? Chuối tiêu à? Chuối tiêu. Em mới tự ăn đâu mà em biết. Chuối ngừ. Khắc tự nhiên. Ây da, mấy hôm nay làm vườn đẹp hết nhỉ? Hai cây này là tiếng phổ trung là cây gì nhỉ? Hai cây đấy. Làm vườn lâu chưa anh máy ơi? Hai cây đã là to này. Anh máy. Không biết. Làm vườn lâu chưa? Đặt ở đây. Anh ạ. Ôi dồi. Đi bộ còn mệt chứ còn vác nước nữa thì. Đúng rồi. Bà sao ông ấy lười? Không đâu. Ông ơi, không biết là thay cái tay trên đây không biết bao nhiêu. Đây. Anh giúp. Như anh. Chào cô bà. Can đây là nhìn số gì nhỉ? Can trung biên cả số biên quốc. Mỗi ngày phải làm 5 can này thì cái này to thì mới có người yêu. Nhưng mà anh không được lấy về người. Sẽ thơm tho rồi. Bây giờ anh thích uống một chai bia bom lọ lắm. Không chai dùng. À? Không được uống đâu. Không được dùng. Cái kia nó không tốt đâu. Hại sức khỏe đấy. Bây giờ anh muốn uống một bom bia. Bây giờ anh thấy đói khát chai bia bom xanh xanh kia xong nó có 3-5 cái ngôi sao kìa. Đây nhà mình ơi.
cái góc riêng tư của anh Máy cũng rất là chất và rất là phê nhá. Đây này, 43 kim cương, 20.000, 800k. Vừa đấy phải ở bằng đấy rồi treo đấy. Buổi sáng thì ngày về thì rửa mặt xong là được thêm, được thêm ngắm mặt hơn 1.000. Xem mặc con áo rồi xong xem mặt trứng cá, xem trứng cá. Qua trứng cá luôn. Ừ, trứng cá, xem trứng cá. Cái này là cái gì nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ em ơi, các em về đây cho anh bảo một tí. Đây gần đây thôi mà. Cái gì đây? Về đây, về đây, về đây, về đây. Có. Đây, gần đây thôi mà. Cái gì đây? Gần đây thôi. Xem cái gì đây? Để theo anh đi. Lại đi theo anh để làm gì? Em đi tù đâu. Ông ấy có cái gì muốn chia sẻ mình ấy. Xem cái gì đây? Về xem một tí, về đây một tí. Về xem ngã ba, ngã tư đây một tí. Tiền à? Có bạc già đấy anh à? Anh không biết chứ, anh nghĩ là khỏi em về xem nào một tí. Đây là cái gì này? Đâu? Nè, 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 cái gì này? Năm đường. À, họ rất sắp đài đường biết tung à? Đúng rồi. Sắp có đường giải nhựa rồi. Cái người ở chỗ nào về đo nhỉ? Cái đinh vị. Bộ cái gì đây? Tọa độ. Đúng rồi. Điểm tọa độ. Đúng rồi, xem như thế được rồi, về đi. Đi, vào đi. Điểm tọa độ để làm đường. Vào đó. Ông nào bảo nó nhổ được vậy? Nhổ được mà, ông toàn nhổ như thế mà. Phải rung rung một tí. Chỗ đất mềm mềm. Nhổ thế nào? Nhổ thế nào? Không cho nó gãy nhá. Ồ, thế thì không làm vợ anh Máy được đâu. Anh vẫn không nhổ được sắn như này thì không làm vợ anh Máy được đâu. Không biết thế nào nữa. Củ sắn của anh Máy to nhỉ? Anh Máy. Hơn 3 năm rồi mà. Năm nay đến tiến rồi 3 năm rồi. 3 năm rồi thì làm sao mà ăn được nữa? Được. Ôi thoải mái. Càng lâu nó càng to, càng to bằng cái âu, bằng cái phích. Sách về. Mang về. Rồi nhiều quá này thì nó lạnh tôi đưa lại. Thích nhờ thích kia đi ra kia để nó mới không bị bẩn ở đường ở sân. Anh ngô gì? Đây là có ngan, đây là ngan. Ngan là mấy con nữa anh? Wow, các bác siêu quá. Ba con ngan, hai con ngan. Ngan này. Đây là tuần mình chọn cho ngô mà. Dưới xuôi thì được. Đây là con ngan. Mà nói thực phẩm thì cũng cần phải đặt dấu hỏi. Vấn đề tiếp theo là anh chị em của chị Thảo mọi người ạ. Sắp tiếp xong rồi. Đấy. Chị Thảo chắc là vất vả đấy nhỉ hôm nay. Cái này có phải giấy thiếp không mà cắt ngắn thế này. Thế này thì xuyên hẳn ba que như này thì nó chỉ cần đặt lên thôi. Đấy, nó chỉ cần đặt lên. Em hiểu nhé. Ôi mì tôm được vừa thằng bé. Con ơi ăn mì tôm con ơi. Em lấy cho cháu đôi chút cái tiền. Xin cô nha. Ngồi đi Phong ơi, Phong. Làm xuyên luôn nhỉ anh nhỉ? Nào ăn đi. Ăn xong còn đi học. Cảm ơn cô chứ. Cháu mời cô ăn chứ. Cháu mời cô ăn mì tôm chứ. Cháu mời cô ăn mì tôm chứ. Em nghĩ là ngồi cái ghế bé xong lại cái ghế to. Cháu mời cô ăn cơm nhá. Ăn mì tôm. Em vót giúp anh đẹp đẹp tí mì tôm. Thì xem là thịt của lúa có ngon. Mấy cô nướng thịt cho ăn có ngon không? Thử xem nào. Ngon không? Còn miếng bé. Còn thế. Nào, nhanh, tranh chủ nó đang vớt mày. Búp cho anh quả à? Đi làm ấy, mình đi lâu rồi thấy con người ta
còn thấy là sốt ruột thì mình nghĩ còn hướng mắt ra đi. Đúng rồi. Thương chứ. Theo phong cách của cháu Hiệp nhé mọi người nhé. Trong thời gian Tết thì cháu Hiệp cũng sẽ bán thịt lợn treo các bếp này, các bác mà mua thì cứ đặt hàng trước thì cháu Hiệp sẽ gửi cho. Ngoài ra thì còn rất là nhiều sản phẩm mặt hàng vùng cao cháu Hiệp cũng muốn quảng bá cũng như là bán để mà có cái doanh thu cho bản thân thôi. Đấy. Đầu hết nắng đi sang bên này tí nữa. Ôi vắt kia kìa. Nhưng mà bỏ bớt củi đi không thui đấy. Anh hộ giúp. Vắt lên được anh ạ. Được, ngắn, có một vòng lên. Đi rút thành rút bên kia, anh rút bên dưới. Bây giờ chỉ lấy rút than củi đúng không? Không lấy lửa nữa. Cái này thì cần gì phải xiên. Cứ thế rác thịt lên mấy cái que tre này là xong. Lực thịt gì đấy. Có ý tưởng. Ông tàu vừa lò, nhưng mà không mang nước gì cả. Cho con đỡ khói. Nào, đi vào đây. Đi vào trong nhà ăn đi con. Ngồi bàn. Lấy cái ghế của con vào đây. Vâng ơi, lấy cho chị đôi đũa khác. Lấy đôi khác quá. Đi nhá, tí nữa đi kiểu gì. Đi qua đường bên kia anh. Ôi, tí nó khác chín khác ngon hết cả nhà mình ạ. Nhà này là đàn bếp mà, đàn chính rồi. Nhá, đừng quay xuống dưới này nhá. Em biết chị mà, em phải chuẩn bị sẵn để nó cũng mà nó không có ai trong đấy. Nhắm qua thấy một cái ở nhà. Chưa chín à? Ôi giời ơi. Đỏ này. Nhưng mà phải cái này phải luộc từ từ thôi, luộc nhanh quá là ở ngoài ấy, nó lát mà ở trong nó chín. Cho lửa nhỏ. Đẩy được anh. Không nào không ngại đấy, gắp dây như sao đâu. Không nào ngại đi gắp gắp cái hàng ngọt. Em ơi. Hấp dẫn đấy. Hấp dẫn không? Mà đây. Chị đéo thái như mày đâu. Nào cho chị làm đường quyền à. Chị băm cho cái thiệu đúng đầu bếp cho mày xem nhé. Nhìn chị đi thể hiện đây này. Úi giời to rồi. To ăn nó cho nó thơm. Cho nó ngập. Cho nó ngập miệng ăn nó mới ngon. Cái miếng nào đây? Miếng này cho nó xinh nhá. Miếng nào cũng được. Bánh tráng này cả nhà mình này. Đây là miếng thịt lợn bản nhá. Chúng ta đã được nướng và được các bạn ấy chuẩn bị rất là kỹ càng. Ôi đấy, phải bắn ra tí cho thổ công, thổ địa còn miếng ấy, đúng không cả nhà? Đây, mình xin phép mình băm hết miếng này thôi, mình thể hiện vậy thôi. Chứ còn thực ra là mình sợ bà con ở trên này giữ mình lại để làm đầu bếp ấy. Đùa chứ. Đúng không? Đấy, ngon thế này cơ mà cả nhà mình. Thôi xin phép cả nhà là mình thử một miếng. Nóng con đấy, tí đây bỏng mầm. Nó thơm, nó rồi. Ngon, dã man. Nhưng mà bị đường tẩm ướt mặn mất rồi em ạ. Mặn á? Phải không đấy? Đúng với là đừng băm rồi. Thôi chỉ cho vào chảo đảo vắt. Không nướng rồi mà. Ô cái này mà. Máy mới hôm tắm một lần. Đặt lại. Để mình ra tay sẽ là em chặt nhé anh nhé. Anh nông nhé. Người chặt đi. Để cho than nó đỏ. Nó chín được. Thế nào?
vất vả khó khăn nhất là luôn luôn phải được dành cho người được phụ nữ đấy. Nước chấm đâu. Anh máy hết nước rồi. Nước chấm đấy rồi em. Kia một bát nữa là hai bát nước chấm. Thôi anh em vào đi. Đâu lấy bát này giếc vào đi. Sườn đổ ra cho em. Đây ra ăn cơm đây, ra ăn cơm đây. Hơi lỗi là không có rau xanh. Các bác ạ, thật sự là hôm nay là cũng một ngày rất là vui đến với kênh, cũng như dành cho anh Máy cái bữa cơm thật sự là rất là tuyệt vời của chị Thảo ở Hà Nội lên làm bữa cơm, mời anh Máy và tất cả anh em ở đây. Thì sau đây anh ông xin mời quý ông bà của bác cùng gia đình ăn cơm bữa cơm trưa muộn, giờ này cũng đã 2 giờ rồi. Thôi em gọi bằng các anh được không ạ? Vâng, em cũng gần 40 tuổi rồi, cũng già già rồi. Vâng, em 40 tuổi thì em gọi bằng các anh ạ. Dạ. Nhìn thấy trẻ thế cũng già rồi. Đúng. Trẻ thôi nhưng mà cũng già rồi, cũng có tí tuổi rồi anh ạ. Tưởng là tầm chưa được 30 tuổi chứ này. Ôi trời, chưa được 30 tuổi. Đúng rồi, anh thì chưa 18 chứ. 30 tuổi. Chưa giống 30 tuổi đúng không anh? Hôm nay anh nói là đi tìm vợ tầm khoảng 40 tuổi đấy, đúng là... Thế hợp lý không anh? Phong đi đâu rồi nhỉ? Đi học rồi. Hôm nay là thứ tư. Ngại. Học 2 buổi. Nào ăn đi mời nhé. Chưa mời các ông bà, các anh chị ăn cơm nhé. Các tất cả anh em hôm nay đến rất là vui. Lớp 3 thôi. Chích. Năm ngoái thì lớp 2 là lớp 3 đi vào lông rồi, trong xã hội rồi. Thì năm nay lại bảo là thầy nghiệp với thầy Đông à. Dạ vâng anh, dạ em mời các bác ạ. Nào mời nhá. Mời các bác ạ. Anh ơi anh ngồi luôn đi. Rồi. Anh ơi xong anh ăn cơm luôn đi ạ. Anh cũng từ từ ấy đi anh em ơi. Giúp anh làm nhá. Cảm ơn, xin các em cùng với lại phải cho xong lại các làm nữa. Biết ăn thôi. Anh là biết ăn, xin ăn không nữa. Như cháu bò không biết nói gì. Như cháu bò không biết nói gì, chỉ biết ăn không như cháu bò. Lấy máy của anh là có mic. Lấy máy của anh có mic. Anh lần. Đây này. Nước ngô thì không được đâu. Không nước lọc. Không đổ ở đây. Không đổ. Cho người ta một ít. Cho người ta một ít cũng được. Cho một tí vào đây. Một tí, một ngụm, hai ngụm thôi. Đi.